Một thương lái là Việt kiều Campuchia vừa mua được con cá tra dầu khổng lồ tại Campuchia rồi trở về thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để bán cho thương lái khác mang lên thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đây là con cá tra dầu khổng lồ dài hơn 2,5 m, ngang khoảng 1 m, trọng lượng 240 kg, vừa được Việt kiều Campuchia Nguyễn Văn Tính mua tại Campuchia rồi trở về thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để bán cho thương lái khác đem lên thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Anh Tính cho biết mình mua con cá từ một ngư dân Campuchia thả lưới bắt được tại biển Hồ, Campuchia vào rạng sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018. Mỗi ký cá được anh Tính bán lại giá 300.000 đồng. Tổng giá trị của con cá tra dầu này hơn 70 triệu đồng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.